Thường dân các bạn vẽ một cái túi, túi là trên nền giấy màu sao mà được hút. Đấy.
túi mình đã vẽ xong. Giờ mình đi mình cắt này, cắt cái túi này. Đấy. Cho đúng vào cái quai của nó, quai này. Đấy nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đi cắt một cái quai. Đấy. Này mình bỏ lại cái bánh lên. Đấy. Đấy, kéo này nó phải nhỏ. Đây là một cái túi mình đã xong, một cái túi màu vàng để cho các bạn xách đi chơi. Đấy. Các bạn thấy mình cắt cái túi này này có đẹp không? Đẹp, các bạn ấn like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đây này, cái túi này có quai sách này. Đấy, ok chưa? Đẹp chưa? Một em. Đây rồi, bây giờ mấy em, mỗi cái em màu đỏ này.